안녕하세요. Xin chào các bạn. Các bạn đang xem chương trình hướng dẫn học sách Sao Yêu Thông Ngắp Vlog Game, kênh AIB của Hàn Ngữ Sao Na, và mình là Mai Hiền, quản trị viên của Hàn Ngữ Sao Na. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 8 trong cuốn Chogubi, sách lớp 1. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái câu tựa đề ngày hôm nay nhé. Và cái câu tựa đề ngày hôm nay của chúng ta là gì nhỉ? Chisol haku chiyagul samnida. Các bạn đọc lại cho mình. Chisol, chisol, chisol haku chiyagul samnida. Câu này có nghĩa là tôi mua gì, chủ ngữ ở đây đã bị được bỏ nhá. Tôi mua bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. Thì chủ đề của bài ngày hôm nay là gì ạ? Có vẻ như một cái gì đó nó liên quan đến việc mua sắm đúng không ạ? Chủ đề của chúng ta chính là gì các bạn? Shopping. Shopping là mua sắm. Phần từ vựng và ngữ pháp chúng ta sẽ học về thani. Thani là đơn vị ạ, gaguk. Gaguk là giá cả. Hai cấu trúc ngữ pháp là danh từ cộng với hago cộng với danh từ. Hago này đó, và cấu trúc động từ tính từ đi với samnida hoặc là samnika. Phần văn hóa và thông tin chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hangukke hwaphe, tiền tệ của Hàn Quốc. Vậy bây giờ mình xin mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu cái phần từ vựng và ngữ pháp số 1 trong bài ngày hôm nay nhé. Chà, như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình là phần từ vựng số 1. Ở đây là một cái cảnh tượng ở trong cái quán cà phê ạ. Bây giờ chúng ta cùng xem những cái từ vựng người ta cho trong bài hôm nay nhé. Đấy là những cái danh từ chỉ đơn vị ạ. Chúng ta sử dụng khi nào ạ? Sử dụng những cái danh từ này khi mà gì ạ? 사람과 물건의 수를 세는 말, tức là sao ạ? Cái lời nói mà gì để đếm xe. Cái này là xe tà, có nghĩa là đếm nhé các bạn. Xe tà này nó có nghĩa là đếm. Đếm cái gì ạ? Đếm cái số lượng của gì, những cái đồ vật hoặc là con người. Đấy thì những cái lời nói, những cái từ vựng này là chúng ta dùng để mà đếm cái những cái sự vật, đồ vật hay là con người nhá. Thì ở đây đó người ta chỉ cho một vài cái từ vựng danh từ đơn vị đếm thôi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Chút nữa mình sẽ cho các bạn đến với một cái màn hình khác, chuyển sang một cái màn hình khác. Nó sẽ có nhiều cái danh từ đơn vị đếm hơn này. Cái phần đấy là do mình biên soạn thêm ra. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem trong này nó có những cái từ vựng gì đã nhá. Trước hết các bạn nhìn thấy ở đây người ta có minh họa rất là cụ thể đúng không ạ? Cái chữ T này nè, dùng khi mà chúng ta đếm cái máy tính á. Máy tính thì máy tính sách tay, đây là máy tính sách tay nhưng mà cũng có thể dùng được với máy tính để bàn đấy ạ. Tiếp theo này, chan là gì ạ? Là một cái cốc ạ. Đây là một cái cốc cà phê nhá. Trang là để đếm những cái bức ảnh ạ. Bức ảnh ở trên bàn đây này thì chúng ta có thể đếm nào là trang. Quân là gì? Một cái cuốn, nó có nghĩa là cuốn. Để đếm những cái cuộc tạp chí ạ. Đây ở trên này là những cái tạp chí. Tiếp tục ở đây là miêng ở đây là người ạ. Đấy, người. Đây là hăn miêng. Đây là chu miêng. Còn đây là gì ạ? Mari là để đếm cái con vật nhá. Nó có nghĩa là con. Còn đây là ke là để đếm những cái loại hoa quả. Mà hoa rau củ quả đó các bạn. Rau củ quả mà nó có cái dạng như này. Mà nó rời lẻ như này nhá. Từng cái một như này chúng ta sẽ dùng từ ke. Nó có thể gì là cái ạ? Chô khác là gì ạ? Nó là một phần, ví dụ như là một cái phần cắt ra của một cái sự vật nào đấy, đồ vật nào đấy. Ví dụ như đây, cái này nó gọi là một miếng bánh kem, hay gọi là chô khác cái này, thì có thể gọi là một miếng. Cái bánh kem này nó được cắt ra từ một cái bánh kem lớn nhá. Cái miếng bánh kem này nó được cắt ra từ một cái bánh kem lớn. Piang là gì ạ? Có thể dịch là chai. Đấy, những cái chai dạng như thế này thì nó gọi là piang. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng sang một cái màn hình khác nhá. Nó sẽ có nhiều cái từ vựng hơn. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái màn hình bên này, nó có nhiều những cái từ danh từ chỉ đơn vị hơn. Đấy, thàn vi. Ở đây nhá các bạn nhá, mình chia cái này làm ra làm ba cái cột lớn như vậy nhá. Đấy, nó vì nó có nhiều từ quá đấy cho nên là mình chia ra để cho các bạn, cung cấp cho các bạn nhiều cái từ vựng hơn. Mà các bạn nhớ là nếu mà cần thì các bạn có thể chụp màn hình lại hoặc là ghi lại nhá. Trước hết này, cái chữ miêng sa này thì có nghĩa là danh từ. Thàn uy tức là đơn vị đếm của cái danh từ đấy. Tích là gì? Nghĩa tiếng Việt là gì nhá.
Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc đọc nhá, chúng ta cùng đọc này. Saddam. Saddam. Saddam là khi mà chúng ta đếm người đó thì chúng ta có thể sử dụng cái danh từ là miêng hoặc là phun. Ví dụ như là nếu mà các bạn nhá, nếu mà đếm đếm đấy, thông thường là đếm những con số nhỏ đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng số thuần hàn nhé. Số thuần hàn là số như thế nào ạ? Chúng ta đã học ở trong bài 6 rồi đúng không ạ? Học trong bài 6 là 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 이 nhỉ? 여덟, 아홉, 열, những cái số đấy đó thì nó gọi là số thuần hàn. Thì khi mà các bạn đếm người đó thì các bạn sẽ là 한 miếng, 두 miếng. Đấy, hoặc là 한 분, 두 분. Cái từ miêng này là từ người bình thường, còn cái từ pun này nó là cái lịch sự nhá, lịch sự hình thức lộc phi man của miêng nhá. Tiếp theo là đếm tông mul, tông tông ở cái từ mul, cái từ tông mul này mình viết nhầm các bạn nhá. Viết nhầm cũng rất là hay, là một cái dịp để cho các bạn có thể ghi nhớ này. Nó là chữ riêng nhá, tông mùi. Thì khi mà đếm những cái con vật, ví dụ như con bò, con chó, con ngựa, rồi con vân vân, con cá, con gì đấy, thì chúng ta sẽ gọi nó là ma đi. Ma đi tức là con ạ. Khi mà đếm tuổi, tuổi của người hay là tuổi của vật cũng được, thì chúng ta có thể dùng là sai tức là tuổi. Khi mà đếm ngôi nhà đó các bạn, ví dụ như chúng ta nói là có hai ngôi nhà chẳng hạn, thì là chip gì, tu che, chip tu che. Cái che là cái danh từ để đếm ngôi nhà nhá. Còn đếm cha, cha tức là gì, cha ở đây là chỉ các loại xe nói chung đã, thì chúng ta sẽ dùng là the, the nhá. Và khi mà đếm notebook, notebook là cái mà ở cái trong cái phần là từ vựng người ta cho trong sách đó các bạn, thì chúng ta cũng dùng là the nhá. Cũng dùng là the. Và cha thì cũng dùng là te luôn. Đại loại là như vậy, nên những cái loại mà nó liên quan cái kiểu như máy móc đấy. Máy móc, kỳ kê đấy. Đấy, những cái loại máy móc thì người ta sẽ dùng nó là the nhá. Nhưng mà nếu chúng ta đếm un tông hoa, tức là cái giày thể thao đấy, hoặc là những cái loại giày khác. Vì ở đây đó, cái màn hình nó hơi hẹp, cho nên là mình chỉ ghi tiêu biểu thôi. Thì mình ghi một từ như này thì mình sẽ nói rộng cho các bạn thêm để các bạn ghi nhớ này. Cái út nông hoa là cái đôi giày thể thao, thì chúng ta sẽ dùng là kiểu lê. Kiểu lê là nghĩa là đôi. Ngoài cái giày thể thao này ra thì chúng ta có thể đếm là đôi giày da hoặc là đôi dép vân vân, thì chúng ta cũng dùng là kiểu lê được nhá. Tiếp tục này, namu. Nếu mà đếm cây thì các bạn dùng cho mình là khư rù. Khư rù. Nếu mà đếm quần áo thì các bạn dùng cho mình là phol. Phol có nghĩa là gì? Bộ đấy ạ. Nara, nara. Nếu mà đếm về số lượng của đất nước ấy, trên thế giới, chúng ta dùng cái từ quốc ca. Đấy, quốc gia đấy ạ. Đấy. Còn đâu Saddam. Saddam ở đây thì ở phía trên mình có nói với các bạn là miêng hoặc là pun, vì đây là cái số lượng người gì mình tính riêng lẻ. Nhưng mà nếu mà Saddam này mà chúng ta tính là họ là một cái tập hợp, một cái nhóm hoặc đội gì đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái từ team nhé. Ví dụ như han team, tu team đấy. Còn đâu mulgon này thì chúng ta sẽ dùng cái từ paksu. Nhưng mà cái từ này các bạn nhé, nó là trong một cái thùng đấy, những cái đồ vật nó được đóng trong một cái thùng, tức là nó tập hợp nhiều những cái vật nhỏ nhỏ, nó được đựng ở trong một cái thùng, thì chúng ta sẽ gọi nó là paksu. Bác sử. Còn đâu centimeter. Centimeter là cái từ cm đó các bạn. Và nếu bỏ cái từ centi này đi đấy, chúng ta sẽ có meter. Ôi chết à. Đấy, nó chật cái diện tích, nó chỉ có thế đấy. Meter có nghĩa là mét nhá. Còn từ centi có nghĩa là chữ C này này. Còn đâu, cái này chúng ta có thể dùng để đếm về khi, tức là chiều cao ạ. Hoặc là cái chiều dài của một cái đồ vật nào đấy, hay là cái con đường nó dài bao nhiêu mét chẳng hạn, vân vân. Còn cô ở đây mình ghi, cô ghi là krem. Krem tức là gam ạ. Mình ghi, cô ghi ở đây là chỉ là ghi đại diện thôi. Khi mà chúng ta dùng đo cái khối lượng của một cái đồ vật,
là xem là nó gì nhỉ, cái trọng lượng của một đồ vật ấy, nó nặng bao nhiêu gam. Bao nhiêu gam thì chúng ta có thể dùng cái từ krem, krem tức là bằng gam ạ. Tiếp theo bên này chúng ta sẽ có gì, một số cái đơn vị về tiền tệ, mình lấy tiêu biểu thôi chứ còn đơn vị tiền tệ trên thế giới nó có rất là nhiều nhá. Nếu mà các bạn muốn biết thì các bạn có thể tra là giá giá tiền trên thế giới đấy, thì nó sẽ ra nhiều cái đơn vị tiền tệ khác này. Ví dụ như là Hàn Quốc won là gì? Won, đơn vị để đếm tiền Hàn Quốc là won. Nhưng mà đơn vị để đếm tiền Việt chúng ta là gì các bạn? Đồng, tức là đồng. Còn đơn vị đếm tiền đô la Mỹ là ta la. Còn đâu nếu chúng ta đếm he, he đây là gì? Năm ạ. Đấy, nếu mà đếm năm thì chúng ta sẽ có đơn vị là nhiên. Ví dụ như là y chân, y chân gì năm 2021 đi. Đấy, thì chúng ta sẽ có gì, y chân gì y ship y nhiên đấy, năm 2021 chẳng hạn như thế nhé, vân vân. Còn nếu mà đếm về tháng thì chúng ta sẽ có từ won, tức là đơn vị. Ví dụ như bây giờ của chúng ta là tháng 4 đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có sa won, tức là tháng 4 ạ. Còn đâu nếu đếm ngày thì chúng ta sẽ có cái từ yên, tức là ngày. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu các bạn? 13 tháng 4 đúng không ạ? 13 là gì ạ? Ship gì sam min, ship sam min, tức là ngày gì? Ngày 13. Ngày 13 đấy ạ. Tương tự như thế chúng ta sẽ có đếm thời gian thì chúng ta sẽ có gì, scan đây thời gian nhé các bạn. Si tức là giờ. Ví dụ như bây giờ mình đang quay cái video này, đó là lúc 11 giờ chẳng hạn. 11 giờ. 11 giờ thì nhỉ? 11시. 11시. Còn đâu phút, phút thì là pun. Ví dụ như bao nhiêu phút thì các bạn thêm phút vào đây. Nhưng mà các bạn lưu ý là đếm giờ thì chúng ta dùng số thuần Hàn và đếm phút thì chúng ta dùng số Hán Hàn nhá. Còn chô, chô tức là gì, giây thì chúng ta cũng dùng số Hán Hàn này. Yeol pin, yeol pin là cái cây bút chì đó, charu, charu. Đấy thì nếu mà là cây bút thì chúng ta có thể dùng cái từ charu nhá. Thì ở đây không chỉ có yeol pin không mà những cái loại bút khác thì chúng ta cũng có thể dùng cái từ charu được nhá. Hăng nhờn là gì ạ? Năm học đấy ạ. Đấy, ví dụ như năm học năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái từ này để đếm nhá. Còn đâu này, ở đây mình ghi từ chip tức là mình ghi tiêu biểu thôi. Còn cái từ chưng này nó có nghĩa là tầng đấy các bạn. Tầng này nhá thì chúng ta có thể hiểu là tầng 1, tầng 2, tầng 3 đấy. Ý, xăm chưng, ý chưng vân vân, thì nó dùng số Hán Hàn nhá. Xăm chưng, ý chưng vân vân. Apartment, apartment ở trong khu chung cư của chúng ta thì nó có những cái gọi là, ví dụ như khu mình ở là Phẹt Sa Tông chẳng hạn, Phẹt Sa Tông thì là nó là 144 chẳng hạn, thì là Phẹt, thì cái tòa nhà mình ở là 104 nhé các bạn. Đấy. Còn đâu ví dụ như nhà của mình ở nó là số bao nhiêu nhỉ? 20 21 20 2022 chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ là cái số phòng, đây là cái số phòng của cái căn hộ nhà mình, nó có cái nó có cái số phòng như thế này nhá. Đấy thì đây là ví dụ thôi chứ không phải phòng nhà thật nhà mình nó cứ là cái số đấy đâu ạ. Tiếp theo này. Bên này là check, công check thì chúng ta có thể gọi là quân, quân tức là cuốn ạ. Hay là quyển, quyển hoặc là cuốn này. Còn sachin, sachin thì là trang. Đấy. Trang một một bức, một cái tấm ảnh ấy, chúng ta gọi là trang. Nhưng mà mọi người lưu ý nhá, nếu mà nói là một quyển sách thì là nó là quân vì nó được tập hợp nhiều cái trang sách. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói một trang sách hoặc một trang vở thôi thì lúc đấy chúng ta lại dùng từ trang nhá. Còn tupu là mô, ví dụ như han mô tức là một miếng đậu ạ. Pechu là phô kỳ, tức là phô kỳ, han phô kỳ tức là một cái kẻ thảo đấy ạ. Photo, photo tức là nho và cốt tức là hoa thì chúng ta đều gọi là sông y vì cái này nó có cái dạng chùm chùm đấy các bạn nên người ta gọi nó là sông y. Kotaban là một bó hoa thì chúng ta lại gọi một bó hoa chúng ta han á đâm tu á đâm, chúng ta lại dùng cái từ á đâm tức là bó đấy ạ.
Ví dụ như còn từ chan tức là cốc thì chúng ta có thể dùng để nếm chusu này, cha này hoặc cappe này, thì cốc trà, thì cốc sinh tố, thì cốc cà phê vân vân. Chúng ta có thể dùng cái từ này để đếm nhá. Phạp và chike thì chúng ta có thể dùng cái từ kuru. Kuru tức là một đĩa. Còn đâu để nếu mà chúng ta đếm cái bó hành đó các bạn, hành to hành bé cũng thế, chúng ta có thể dùng từ than. Còn đâu nếu mà đếm cái vi pizza thì chúng ta dùng một là pan. Đếm quả trứng thì chúng ta có hai cách. Một là nếu mà chúng ta đếm cái số lượng quả, từng cái quả lẻ thì chúng ta có thể dùng từ ke. Ví dụ như là gì các bạn? Xăm xíp ke. Đấy, xăm xíp ke. Tức là 30 quả. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái từ hăn pan. Hăn pan tức là một vỉ đó, một vỉ của nó là có 30 quả trứng các bạn nhé. Mẹt chu thì có mẹt chu hoặc là nhiều khi là nước nữa. Đấy, nhiều khi là gì? Chu sư nữa. Thì nó được đựng trong những cái dạng chai như ở Việt Nam mình đấy, cái chai nhựa hoặc là chai thủy tinh vân vân, thì tất cả cái đấy đều gọi là pyeong. Còn đâu những cái mẹt chu mà nó được đựng ở trong cái non đó, hoặc là bất cứ một cái gì mà nó đựng ở cái dạng non thì chúng ta phải gọi nó là ken. Còn nếu như ở Việt Nam mình gọi dưa hấu là quả, thì người Hàn người ta gọi dưa hấu là thông. Một cái quả dưa hấu đấy nó gọi là thông nhá. Rồi, như vậy mình đã cung cấp cho các bạn kha khá những cái từ vựng về chỉ đơn vị rồi. Hy vọng là các bạn có thể sử dụng những cái từ vựng này để hội thoại ở trong cuộc sống của mình nhá, và hoặc là sử dụng nó khi mà cần thiết trong cuộc sống của các bạn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái màn hình chính của sách nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần từ vựng số 1 này ở phía dưới này. Ở đây người ta hỏi chúng ta gì đấy ạ? Muốn xin ấy mà la má đi sơ yếu ya ki he sale. Cái gì thì nó có nhiều là bao nhiêu, cái gì nó có bao nhiêu, có nhiều bao nhiêu đó ạ. Tức là bây giờ chúng ta người ta bảo chúng ta là đếm ạ, đếm xem. Ví dụ như là ở cái trong cái câu ví dụ là học sinh nhi miền miền nhi ít sơ yếu miền miền ít sơ yếu, học sinh thì có gì mấy người ạ, có mấy người. Học sinh nhi thả sớt miền ít sơ yếu, học sinh thì sao, có 5 người. Có 5 người nhá. Tương tự như thế chúng ta sẽ đếm gì các bạn? Saram, mul, copy, cake, 강아지, 잡지, 사진, 말로 notebook. Thì chúng ta sẽ làm cái dạng hội thoại như sau. Bây giờ chúng ta sẽ thay lần lượt cái từ Saram. Các bạn thay như này cho mình nhá. Cái từ Saram này các bạn thay vào từ hắc sen. Đấy. Sau đó các bạn đặt câu hỏi là gì? Saram miệt miếng, miệt miếng, sơ yếu. Thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Saram gì? Ví dụ như là trong hình của chúng ta đấy các bạn. Trong hình của chúng ta là có mấy người ạ? Có 4 người đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Saram gì? Lại tiếp là Saram ở đây nhá. Saram chủ ngữ này giữ nguyên. Đấy, Sarami thì sao? Nè miêng đúng không ạ? Nè. Nè miêng isoyo, có 4 người. Đấy. Tương tự như vậy các bạn đếm thử đếm nước xem. Thì lúc này chúng ta phải thay chủ ngữ. Chủ ngữ của ta chúng ta sẽ phải thay đổi đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta thay cái từ hắc sen này bằng cái từ mul. Muri miệt miệt miêng thì sơ yếu, sai nhé các bạn, không được đếm như vậy. Khi mà chúng ta đếm nước thì cái đơn vị của nó sẽ phải thay đổi. Cái miêng đơn vị, danh từ đơn vị miêng là đếm người thôi, thì chúng ta lại dùng để đếm nước thì chúng ta sai hoàn toàn nhá. Muri gì miệt, nếu mà là nước thì chúng ta có thể thấy là nó có thể là gì các bạn, là biêng đúng không ạ, là biêng. Thì chúng ta sẽ phải thay ở đây là gì, miệt biêng biêng sơ yếu, có nước thì có mấy sai, nước thì có mấy sai đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ trả lời tiếp là muri. Muri gì? Ví dụ có mấy chai thì các bạn ghi vào. Ở trong cái hình này của chúng ta đã có mấy chai đấy ạ? À? Trong cái hình này nó có gì? Hana tul se 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 chai. 3 chai đi. Thì chúng ta sẽ có gì? Se. Se gì ạ? À? Se biang. Đúng rồi các bạn nhé. Muri se biang. Se biang isseoyo. Tương tự như vậy các bạn làm cho mình với copy. Copy thì chúng ta sẽ dùng từ gì các bạn? Chan. Còn cake thì chúng ta sẽ dùng từ chô các. Kangachi thì chúng ta sẽ dùng danh từ đơn vị đếm của nó là gì nhỉ? Là mari thôi, là con đấy. Còn chặt chi là dùng từ quân. Sachin thì dùng từ trang. Notebook thì dùng từ tè. Đấy, chúng ta sẽ đếm như vậy nhá. Bây giờ mình sẽ làm cái từ cuối cùng này cho các bạn nhá. Chà, bây giờ chúng ta sẽ làm cái notebook nào. Chúng ta sẽ có gì? Chủ ngữ là gì ạ? Notebook đúng không ạ? Notebook. Chủ ngữ của nó là notebook. Miệt. Miệt lúc này là gì ạ? Miệt gì? Miệt tè. Isseoyo.
Đúng rồi. Tiếp tục này, chúng ta lại để ghi lại nguyên chủ ngữ notebooki. Notebooki. Mấy cái các bạn có mỗi một cái đúng không? Han. Rồi. Han đe. Isseoyo. Han đe isseoyo. Dạ. Như vậy là chúng ta đã làm xong phần này nhá. Vậy bây giờ chúng ta chuyển xuống phần ngữ pháp đầu tiên trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp đầu tiên trong bài ngày hôm nay là cấu trúc danh từ cộng với hạ cô cộng với danh từ. Đấy. Thì cái hạ cô này chúng ta có thể dịch trong tiếng Việt là gì ạ? Và nhé các bạn, và. Và. Thì cái này nó sử dụng khi nào ạ? Cái cấu trúc này đó nó sử dụng để liệt kê thôi. Liệt kê gì? 사람이나 물건은 나열한테 사용해요. Sử dụng để liệt kê về cái đồ vật hoặc là về con người. Thì đây là một cái tình huống ở trong quán cà phê. Thì nhân viên bảo Angela là gì? Chị hãy gọi món đi. Thì Angela gọi cà phê. Coffee. Angela gọi coffee rồi, nhưng mà sao Angela lại muốn gọi thêm một cái món nữa? Đấy là món cake. Cho nên là Angela đã dùng cái tiểu từ hako để kết nối coffee với gì? Cake. Để kết nối coffee và cake và để liệt kê ra những cái thứ mà mình muốn mua đấy. Đấy, thì chúng ta có thể thấy cái từ hako nó được dùng rất là đơn giản vậy thôi. Cái cách chia của nó thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, danh từ phía trước của nó là danh từ đúng không ạ? Đấy. Thì danh từ có vật chim hay không có vật chim đều như nhau. Chúng ta đều dùng gì? Hako, đều kết hợp nó với hako thôi. Bán, bán hako uyu. Coffee hako cake. Đấy. Bánh mì và sữa, cà phê và bánh kem. Hai cái món này ăn rất là hợp đúng không các bạn? Thì bây giờ như vậy nhá. Cái hako này đó, như các bạn thấy một số, ngoài ra còn có một cái tiểu từ cũng mang tính chất liệt kê khác là gì các bạn? Qua hoặc là gì ạ? Qua. Mình lại bị phong tiếng Việt rồi. Đây, suốt ngày bị phong tiếng Việt thế này. Qua này hoặc là gì ạ? Qua. Và ngoài ra thì còn có gì các bạn nhỉ? Rang. Irang và gì? Rang. Thì hai cái này nó cũng đều có nghĩa là và nhá. Và. Và nhưng mà các bạn lưu ý nhé, cái hako này nó thông thường nó được dùng cho văn nói nhiều nhé. Hai cái này nó đều có nghĩa là và này, nhưng mà cái hako này nó thông thường nó được dùng trong văn nói nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và dịch phần dễ muôn nhé. Kasu akana là sao nhỉ? Chusu han miang hako nukcha se chan chuseo. Hãy cho tôi gì? Chú chư là han biêng, tức là cho tôi một gì, một chai để nước ép và gì, xê chan, cái này là xê chan nục trà, xê chan và ba chai lục trà, trà xanh. Nè, chấm ximan kidario chuseo. Vâng, xin hãy chờ tôi một chút ạ. Vậy các bạn thấy ở đây là gì? Từ hà cô đã được dùng để kết nối gì với chú sư gì, han biêng và lục trà xê chan đúng không ạ? Tiếp tục là câu cuối cùng. Nên chăng cô ê khóa khóa in là cô che sô ca isseo. Ở trong tủ lạnh thì có cái gì? Có cái gì ạ? Có hoa quả và rau. Che sô là rau mà các bạn. Ở trong tủ lạnh thì có cả hoa quả và rau. Đấy. Nói chung là phần ngữ pháp này đơn giản như vậy thôi. Nó có nghĩa là và khi các bạn dùng khi nào? Các bạn dùng khi các bạn muốn liệt kê đồ vật hoặc là con người. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống phần làm phần bài tập các bạn nhé. Đây là phần bài tập số 1. Bây giờ trước hết là chúng ta nhìn cái mẫu này nhé. Poki này. Bố xin sai ớ. Bố xin sai ớ. Cái gì nhỉ? Bạn mua cái gì? Hoặc là anh chị mua cái gì? Cái gì nhỉ? Tôi mua cái gì đây? Cola han bieng hả cô? Ramen tukeru sai ớ. Tôi mua... một cái gì nhỉ? Một cái chai Coca và gì? Hai gói mì. Thì ở đây đó, đề bài là gì ạ? Mua cái gì?
mua cái gì và mua bao nhiêu cái, nhịp ke tức là mấy cái ạ, hãy thử nói xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào mẫu này và dựa vào những cái thông số dữ kiện người ta cho ở trong cái hình ảnh này và làm nhé. Thì câu số 1 chúng ta sẽ làm như sau. Cái câu hỏi này thì chúng ta chỉ hỏi nguyên một cái câu này thôi, mối xuân xa yếu thôi. Còn câu trả lời nhé, thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Phần 1 là gì? Xa qua mấy cái ạ các bạn? Ở đây là có 3 quả đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có xa qua gì? Xe ke. Nhưng mà ngoài táo ra thì chúng ta còn mua thêm lê nữa đúng không ạ? Hạc cô gì? Thế gì? Tu ke rul sai rồi. Tương tự nhá, thì với phần số 2 chúng ta sẽ có gì? Chu sư thì có những bướm chai cơ. Thế thì chu sư gì? Chu sư là gì? Nê biếng. Biếng hạc cô. Hạc cô cái gì đây? Cake đơn vị đếm của nó là cái gì các bạn? Chô các đúng không ạ? Chô các. Girl sai rồi. Tương tự thì chúng ta sẽ có công check. Cung chết thì sẽ là cung check. Cung chết thì tu quần cách ra quần hả cô. Còn cái kéo thì là gì? Hăn ke drư sai rồi. Các bạn viết như này cho mình nhá. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2 của ngữ pháp số 1 này. Mình sẽ xóa cái này đi nha các bạn nhá. Chà, bây giờ bài tập này là gì ạ? 여러분은 마트에서 무엇을 사고 싶어요? 이야기해 보세요. Các bạn muốn mua cái gì ở 마트? Hãy thử nói xem. Thì các bạn nhìn thấy ở trong cái 마트 này rất là nhiều đồ đúng không ạ? Các bạn muốn mua gì thì cứ nói thôi. Các bạn nói giống như cái mẫu ở trong phần bài tập số 1 đấy. Ví dụ như là 저는 gì? Muốn mua gì nhỉ? Chúng ta sẽ mua ví dụ như là chisol đi. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có quyển vở đúng không ạ? Phía trên này có phải là chisol không? Nhìn giống nhỉ? Bên này là hoa quả này. Thì banana đi. Banana thì chúng ta sẽ mua gì các bạn? Seke đi. Seke. Haku. Với lại ở đây là uyu đi. Uyu chả gì? Hanbiang ul sayo. Thì chúng ta có thể nói như vậy, một câu đơn giản như thế này thôi các bạn nhé. Và các bạn thích mua gì thì các bạn cứ dùng cái phép liệt kê cái từ hako này nhé. Hako này mà liệt kê ra thôi nhé. Thế vậy chúng ta đã xong phần bài tập rồi này. Nói chung là cấu trúc ngữ pháp này nó cũng tương đối là đơn giản mà. Chúng ta sẽ chuyển xuống phần từ vựng số 2 nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần từ vựng số 2 này. Thì trong phần này người ta sẽ dạy cho chúng ta cách nói về giá cả hay cách khác là cách nói về tiền bạc ạ. Thì đầu tiên ở đây người ta hỏi chúng ta là 가격을 어떻게 말해요? Nói giá tiền thì như thế nào? Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng xem là người Hàn người ta nói giá tiền như thế nào nhá. Chà, bây giờ trước hết là các bạn thử đếm cho mình cái số này theo cách đếm của người Việt ạ. Đếm những cái con số này theo cách đếm của người Việt trước nhá. Chúng ta sẽ cùng đếm nhá. 4.000 này. Chúng ta tách ở đây đúng không ạ? 4.000. Thôi mình sẽ ghi như này đi. Cái con chuột của mình nó hơi yếu nhỉ. 4.000. Thì chúng ta sẽ tách 3 số 1 đúng không ạ? 4.659. Tiếp theo này, 734.000 hay là 34.659. Thì chúng ta sẽ tách 3 số 1 ra chúng ta nói này. Chúng ta đọc này. Tiếp theo này, 1.734.659. 3 số 1. Đấy, tiếp theo là 21.734.659 đúng không ạ? Rồi này, đấy, chúng ta tách 3 số 1. Như vậy chúng ta tách ở hàng nào các bạn? Đây nhá các bạn nhá, đây là hàng đơn vị. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn,
hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu và đây là hàng trăm triệu tương ứng ở trong tiếng Việt. Thì trong tiếng Hàn nó gọi là ok, ok, chon man, peng man, gì sim man, đấy, man, chon, pek, ship, il. Thì vừa nãy chúng ta đọc theo cách của người Việt, chúng ta sẽ tách ba con số một, tức là chúng ta tách nó ở cái chỗ hàng gì các bạn? Hàng nghìn đúng không ạ? Nghìn này này. Đấy, sau đó chúng ta lại tách ở chỗ hàng triệu. Đấy, nhưng mà người Hàn nhá các bạn. Người Hàn người ta tách bốn con số một người ta đếm cơ. Bây giờ người ta tách như thế nào? Chúng ta cùng đếm nhá. Thì các bạn nhìn là thấy trong đây là người ta cũng hướng dẫn chúng ta cái cách đếm này này. Cái chỗ mà người ta tách ra đó và có dấu cách ấy, chính là cái chỗ nó có hàng đơn vị là man. Tức là cái chỗ này đây các bạn ạ. Trong khi người Việt chúng ta tách ở hàng chon, tức là hàng nghìn, thì người Hàn ta tách ở chỗ này gì các bạn? Man, tức là hàng chục nghìn trong cái cách đếm của người Việt ạ. Đấy, sẽ là tách ở đây. Đấy, chúng ta đọc nhá. Đọc như thế nào đây ạ? Đọc số thông thường thôi. Chúng ta đã học cách đọc số ở bài Nam này đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nhá. Sa gì? Sa chon. Số 4 này là hàng gì các bạn? Hàng chon đúng không? Sa chon yuk pek o ship gu gu won. Won là đơn vị. Won là cái đơn vị tiền đếm tiền Hàn đấy các bạn. Tiếp theo này, người ta tách bốn số như thế này, người ta đọc này. Chin ship, chin ship sam, sam man, chin ship sam man. Đấy, người ta tách ở đây. Chin ship, đấy, sam man, chin ship man. Sau đó là cộng với sam man nữa sẽ thành chin ship sam man. Cách ra man đây các bạn, cách ra. Sau đó đọc tiếp này. Sa chân yuk pek o ship quân. Đấy, tiếp tục ở con số phía dưới người ta cũng tách như thế này, cũng tách ở hàng man và người ta đếm này. Pek chin ship sam man. Đấy, cái gì nhỉ? Pek. Đấy, pek này, chín ship này, trăm man. Sau đó là gì? Sa chân nhục pek o ship quân. Sa chân nhục pek o ship quân ở dòng này. Tiếp tục nhá, xuống con số to hơn, người ta cũng tách bốn số người ta đếm. Đó là hàng chon đến y chon rồi, y chon này. Hàng chon là hàng đây các bạn nhá, chon này. Gì nhỉ? Y chon, y chon này. Ở đây sẽ là pek, pek. Đấy. Sau đó đến chín, ship, sam, man, sa. Sau đó là đến gì nhỉ? Sau đó người ta lại đến này. Sa, chân, yuk, pek, o, ship, gu, won. Đấy, won nhá. Giả sử bây giờ mình cho thêm một con số nữa ở đây, mình cho thêm một con số, nó tức là nó thêm một cái số 1 vào đây nữa nhá. Đấy, giả sử thì cái con số này nó thuộc cái hàng ốc. Thì người Hàn người ta, nếu mà người Việt Nam mình sẽ tách ở hàng chon và hàng gì các bạn nhỉ? Hàng triệu này, peng man này này, hàng triệu này. Thì người Hàn người ta sẽ tách ở chỗ là gì các bạn? Man và ốc. Man và ốc nhé các bạn. Nếu mình nhắc lại này, nếu như người Việt chúng ta tách ở chỗ hàng nghìn tức là hàng trơn và hàng triệu tức là hàng pèng man, thì người Hàn người ta lại thi đếm số, đếm tiền đó các bạn, đếm những con số lớn đấy, người ta sẽ tách ở hàng man tức là hàng chục nghìn, tương ứng với cách đếm trong người tiếng Việt đấy, và cái hàng trăm triệu tức là hàng ốc. Ốc và man là hai cái mốc mà để người ta tách ra nhé các bạn. Người ta tách ra như vậy tức là người ta tách ra đấy, người ta đếm bốn số một nhá. Nếu giả sử cho thêm một con số nữa thì con số ở hạng nó này nó sẽ là hàng ốc. Và ốc thì nó sẽ được đếm như thế nào? Đầu tiên thì cũng là 4 số 1. Và đây là 4 số 1. Và cái chỗ này người ta sẽ tách ở đây. Irok. Irok tức là một ốc đó các bạn. Irok gì? Irok y chân. Pek gì? Chín ship trăm man. Sau đó lại đến gì? Sa chân yuk pek o ship gu won. Đấy. Và bây giờ nhá,
Mình sẽ cho chuyển các bạn sang một cái màn hình để đếm những cái con số mà nó to hơn cả óc cơ. Có nghĩa là những cái số tiền rất là lớn nhá các bạn nhá. Thì thông thường là chúng ta không tiếp xúc nhiều với những cái số tiền như thế này. Nhưng mà nhân tiện đây đó, nhân tiện đây là chúng ta học học đến đến đây thì mình sẽ gọi là chia sẻ với các bạn luôn. Để cho các bạn có cái chúng ta sẽ có một cái định hình lớn hơn về các cái con số trong trong tiếng Hàn nhá, cũng như là trong tiếng Việt này. Thì cái đơn vị vừa nãy chúng ta học là tương đối là to đúng không các bạn? Đó là óc. Óc nó bằng với lại cái gì nhỉ các bạn? Trăm triệu đúng không ạ? Trăm triệu. Bây giờ chúng ta đếm tiếp một cái đơn vị cao hơn óc, đó là gì? Ship óc. Ship óc nó sẽ bằng 1 tỷ tiền Việt đấy các bạn. Nhiều bạn sẽ hay nhầm là cái óc này là tưởng là 1 tỷ tiền, 1 tỷ trong cách đếm của người Việt nhá, nhưng mà không phải. Nó phải là ship óc. Ship óc thì mới nó mới là 1 tỷ cơ. Có nghĩa là 1 tỷ trong cách đếm của người Việt là nó có 9 số 0 đúng không ạ? Trong khi óc nó chỉ có 8 số 0 thôi. Đấy. Sau đó chúng ta nên pẹt óc. Pẹt óc nó là chục tỷ. Chục tỷ nhá. Sau đó đến gì? Trơn óc. Trơn óc tức là gì? Trăm tỷ. Đấy, trăm tỷ này. Đấy. Và sau đó đến cái đơn vị hiện tại là cao nhất đó là trô. Nghìn tỷ các bạn nhé, nghìn tỷ. Đơn vị cao nhất trong đề số đếm bây giờ là trô, nó là nghìn tỷ nhá. Thì đây là các phần các bạn tham khảo thôi. Để chúng ta sẽ quay trở lại nhá, quay trở lại cái màn hình chính của chúng ta này. Ở đây người ta hỏi chúng ta là ở mai ấy yếu là bao nhiêu, thì ở đây người ta đây là cái dạng câu hỏi về giá cả mà. Giá giá là bao nhiêu chẳng hạn. Sa chơ nhiều pek o ship kuman uân gì? Cô man uốn nhiều đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái, à quên, mình chưa ghi cái số này ra cho các bạn nhỉ. Cái số sa chơn nhiều pek o ship cu man uốn này ra nhá. Chúng ta sẽ là cái nói đến thằng trơn thì chúng ta nó sẽ giống như cái, nó sẽ có hàng chục triệu ở đây đúng không ạ? Nó sẽ có gì các bạn? Nó sẽ có khoảng 8 con số như thế này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có gì nhỉ? Y chân, à, sa chân là 4 này. Sau đó đến số sa chân dục pek. Dục pek tức là 6. Ô gì? Ô ship tức là 5. Cu tức là 9. Cu man nhưng mà ở đây nó không, nó nói là man uân luôn thì tức là phía sau của nó là 4 con số 0 các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 con số 0 như thế này ạ. Và chúng ta sẽ có uân, yểu, y, yểu. Đấy. Thì chúng ta sẽ tách ra như này. Các bạn có thể tưởng tượng như này. Đó là cái số như thế này các bạn nhé. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần dưới đi nhỉ. Phía dưới đi. Ở đây đó, đó là gì nhỉ? Người ta hỏi chúng ta là 다음 문건들은 얼마예요? 이야기해 보세요. Những cái đồ sau đây thì cái giá còn thì là bao nhiêu? 문건들은 tức là cái giá của nó là bao nhiêu đấy ạ? Hãy thử nói xem. Thì ở trong đây người ta cho chúng ta cái màn hình TV này, television đấy. Giá của nó là trơn soki, giá của nó đây. Rồi cái này là máy giặt đúng không ạ? Sê-tha-ki, nên trang cô, vân vân. Thì computer, notebook, vân vân. Rồi gì? Ở đây handphone à? Mình nhìn không được rõ lắm cái gì đấy. Thì ở đây người ta đặt câu hỏi là gì? Television thì ở mày ấy, cái TV thì giá bao nhiêu? Television thì gì? Ô ship iman 9,000원이에요. 52,000원이에요. Đấy. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ nói của những cái giá cả này thôi. Ở đây thì mình sẽ, những cái giá này các bạn cứ đọc theo cái nguyên tắc mà chúng ta học ở trên nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Ô ship này. 22,000. 9,000. Cu chân mà uôn luôn thì tức là phía sau của nó là các số 0 ạ. Thì chúng ta sẽ có như thế này.
uôn y ê dô. Và chúng ta sẽ, người Hàn người ta đếm thì người ta tách ở chỗ này đấy, nhưng mà khi mà chúng ta ghi vào số thì chúng ta phải tách như thế này ra. Các bạn sẽ nói tương tự như vậy nhá. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nói một số nhá. Ở cái chân số kỳ hay là cái gì nhỉ? Nói một cái số nó to hơn cái số ba con số này đi một chút đi nhá. Cái này là 1.280.000 có phải không các bạn? Một chủ lạnh nó là 2.000.000 hay là 1.000.000? Cái hình cắt này mình nhìn không có rõ cho lắm này. Nó là 1.000.000 nhá. Mình vừa lấy phải lấy sách ra tra đấy. Chứ cái hình cắt này nó hơi mờ. Chúng ta sẽ có con số như sau. 1.280.000, sau đó là nghìn như này. Uôn, thế vậy cái số này chúng ta sẽ nói là như thế nào? Thì đầu tiên nếu mà chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ nói là ở nên trang cô, nên trang cô ca đúng không ạ? Nên trang cô ca ở ma yếu. Câu trả lời là gì ạ? Nên trang cô ca, nên trang cô ca gì? Viết ra số thì chúng ta sẽ đọc là gì? Ở đây chúng ta là có là pẹt đúng không ạ? Pẹt, pẹt đi, pẹt sau đó là gì? Y ship, pẹt y ship này. Sau đó đến là gì ạ? Pal, palman đúng không ạ? Pal man, man won im won yeo won e a yo. Nên trang cô ca 128 man won yeo. Các bạn viết như vậy và tương tự những con số này nhá, các bạn viết cho mình nhá. Như vậy chúng ta đã xong phần từ vựng số rất là rắc rối, phần từ vựng số số 2 này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ngữ pháp số 2 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cấu trúc ngữ pháp số 2 trong bài ngày hôm nay. Đấy là cấu trúc động hoặc là tính từ cộng với sum ni ta và sum ni ka. Thế vậy cấu trúc này được sử dụng khi nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ở đây người ta hướng dẫn chúng ta nhé. Nhưng mà trước khi đi vào tìm hiểu dịch cái câu hướng dẫn trong cái phần này, mình hỏi các bạn còn nhớ cấu trúc ayo, ayo, oyo và hề yo không ạ? Thì cái đuôi câu này đó các bạn, cái đuôi câu này là khi mà chúng ta gắn vào động hoặc tính từ, nó sẽ tạo ra cho câu văn của chúng ta một cái sắc thái gì các bạn, thân mật, lịch sự, cho người nghe sẽ cảm thấy cái lời nói của chúng ta nó mang cái tính thân mật lịch sự đấy. Thì nếu mà áo yo sử dụng trong những cái tình huống thân mật lịch sự như thế thì đuôi gì sum ni ta và sum ni ka nó lại được sử dụng trong những cái tình huống mà chúng ta muốn đặt câu hỏi hoặc là muốn trình bày một cách làm sao các bạn, một cách nó gọi là nó nghiêm túc một chút, ở trong những cái hoàn cảnh nó mang cái tính trang trọng, cái tôn kính trang trọng, và những cái tình huống nó mang cái tính là nghi thức nghi lễ ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đuôi sum ni ta và sum ni ka này để nói nhá. Cái sự khác nhau của hai cái cấu trúc này là như vậy. Ví dụ này, ví dụ như ở đây là Huyền rất là lịch sự, Huyền dùng cái đuôi này tức là rất là lịch sự và tôn trọng cái đối phương đó, đối phương tôn trọng cái người nghe là gì? Huyền hỏi là gì ạ? Ý television이 얼마입니까? Cái tivi này thì là bao nhiêu ạ? Tức là giá của nó là bao nhiêu đấy? Thì cái anh này. Và bây giờ thì cái anh này anh cũng trả lời lại vợ chồng Huyền bằng một cái câu người ta, anh ấy cũng dùng cái đuôi im nhì tả, một cái cách nói rất là tôn kính và trang trọng đúng không ạ? 82만 won, 82만, 820.000. 82만 won thì chúng ta có thể viết là gì? 82만, 2만, 2만 là mấy số 0 các bạn? 4 số 0 đúng không ạ? Đấy, 82만 won tức là gì? 4 số 0 như này. Thì chúng ta sẽ có gì? 820.000 này. Won. Won đấy. Cái tivi này là 820.000 won. Đấy.
Và thì đơn giản các bạn như nhá, cái cấu trúc này thì nó chỉ nằm một cái đuôi câu, nó thể hiện cái sắc thái của câu nói chúng ta thôi. Thì các bạn nhớ phân biệt là khi nào chúng ta nên sử dụng cái đuôi a, o, hề, yo, khi nào thì dùng sumnita và sumnika. Đấy, cái sumnita này là nó dùng để trình bày, còn sumnika là chúng ta để đặt câu hỏi nhá. Còn ở dưới này đó là cái những cái hình thái của nó, cách chia này. Cách chia của nó thì là cái này khi mà các bạn chia thì chúng ta phải để ý đến cái động, nó kết hợp với cả động tính từ này, động và tính từ có và chim hay là không. Nếu động tính từ có và chim, chúng ta sẽ cho nó đi với gì, sum nhì tà và sum nhì cá. Đấy, còn nếu mà động tính từ không có và chim, chúng ta sẽ cho nó đi với biếp nhì tà, biếp nhì cá. Cái sum nhì tà này các bạn lưu ý về cách phát âm là nó đọc là gì các bạn, sum ạ, đi ạ, tà, và tương tự cũng là sum nhì cá nhé các bạn, không phải là sup mà là sum. Thì ở đây sẽ là mọc mọc sum nhì tà, mọc sum nhì cá, mà xích sum nhì tà, mà xích sum nhì cá. Đấy, sum nhì tà, sum nhì cá, bị sum nhì tà, bị sum nhì cá, sum nhì tà, sum nhì cá, pam pam nhì tà, pam nhì cá. Với cái hai cái, với những cái động tính từ mà nó có cái đuôi phạt chim là điên đấy, thì chúng ta luôn luôn phải để ý này. Thì chúng ta lúc này thì chúng ta sẽ coi như là nó thì không có phạt chim nhá, và chúng ta sẽ cho nó đi với piup nì tà và piup nì cá. Và cái phần tiếp thêm này nè, người ta cho thêm chúng ta là với những cái danh từ thì chúng ta sẽ có là danh từ cộng với im nì tà và danh từ cộng với im nì cá, ví dụ như chết. Đấy là trong câu trần thuật là như này, còn trong câu hỏi là như này. Ví dụ chết, chết kim nì cả, chết kim gì, chết kim nì ta, chết kim nì cả, si kê thì nhỉ, si kê nì ta, si kê nì cả, có nghĩa là có vật chim hay không có vật chim, chúng ta đều cho nó đi với im nì ta hoặc là im nì cả không thôi nhá. Thì thì các bạn lưu ý nhé, nếu mà là danh từ thì nó không quan trọng là phạt chim như thế nào đâu nhé. Có hay không thì cũng giống nhau, chỉ có một dạng này thôi, một dạng này như này. Đấy, còn đâu mà nếu mà là động tính từ thì nó lại khác, thì nó có hai dạng. Một dạng là gì, có phạt chim, một dạng là không có phạt chim nhé. Bây giờ mình sẽ xóa toàn bộ cái phần nòng ngoằng đi để dịch, khi đọc và dịch cái phần nhế mun ha. Bây giờ là phần nhế mun, ví dụ hội thoại ngắn. 어느 computer가 좋습니까? Cái máy tính nào thì sao thì tốt? 이 computer가 좋습니다. Cái máy tính này thì tốt này. 그리고 삽니다. Và nó rẻ. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy này, cái từ 좋습니다, cái tính từ gốc của nó là 좋다. 좋다. Tính từ này các bạn thấy là như nào ạ? Nó có và chim đúng không ạ? Vì thế cho nên khi chia thì chúng ta sẽ phải cho nó đi với 좋습니까? Đấy. Tương tự dưới cái câu trả lời này, chúng ta cũng phải 좋습니다. Đấy, nó có và chim. Nhưng mà sao ở câu số 2? 그리고 뭐뭐 gì? 삽니다. 삽니다, cái này nó có nghĩa là gì? Rẻ. 싸다. Tính từ sa tà thì nó không có vật chim, nên khi chia thì nó sẽ đi với gì, piup nì tà, sum nì tà tức là rẻ, còn chột tà tức là tốt ạ. Tiếp theo câu cuối cùng, y notebooki khum nì tà, 그리고 가볍습니다. Cái máy tính sách tay này thì to và sao, 가볍다, 크다, chúng ta có 크다 và gì, 가볍다. 가볍다 và gì, nhẹ. Nó to nhưng mà nó nhẹ nhá. Nếu mà cái máy tính mà to mà nhẹ thì các bạn ơi, nó rất là đắt tiền nha các bạn. Đấy, như vậy chúng ta đã xong cái phần ngữ pháp số 2 này rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta chuyển xuống làm phần bài tập nhá. À, bây giờ chúng mình cùng làm bài tập số 1 của ngữ pháp số 2 nhá. Thì ở đây đồ này yêu cầu là gì ạ? 다음 문건에 대해 이야기해 보세요. Tiếp theo hãy nói về cái gì, những cái đồ vật sau đây.
Thì trước hết là những cái đồ vật trong hình ảnh người ta cho một cái máy hút bụi này. Và ở đây chúng ta thấy cái dữ kiện người ta cho là thật thà, tức là tốt ạ. Tốt, xong rồi người ta cho cái chữ O, có nghĩa là tốt, tức là đúng, cái này tốt nhá các bạn. Và giá cả là bao nhiêu? Ấy ma, tức là giá cả bao nhiêu? 213.000 won. Đấy. Thì ở đây chúng ta để sẽ làm theo cái mẫu như sau. Y chong soga chot sum ni ka. Chot tha, các bạn để ý nhá. Cái dữ kiện chot thài này chúng ta sẽ cho nó lên đây. Y chong soga ga chot sum ni ka. Cái máy hút bụi này tốt phải không? Thì vì cái máy này nó tốt cho nên cái chữ O này là tức là tốt, nên người ta sẽ có câu trả lời là gì? Ne chot sum ni ta. Sau đó, cái dữ kiện số 2 người ta hỏi này, Ma ni ka? Giá là bao nhiêu đấy ạ? Y ship 13,000 won입니다. Đấy. Như vậy. Y ship gì? 213.000 won. Đấy. 213.000 won. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm một cái mẫu tương tự, nó sẽ gồm hai cái cặp câu hỏi như vậy với cái ba phần tiếp theo sau đây. Đầu tiên là cái máy tính để bàn. Ba đưa tả. Ba đưa tả là nhanh ạ. Và người ta cho cái chữ O ở đây có nghĩa là nó đúng và nó nhanh nhá. Còn giá cả, đây là giá cả của nó này. Còn cái điện thoại này. Pizza tả. Pizza tả. Tức là đắt ạ. Nhưng mà người ta để cho cái chữ X. X ở đây có nghĩa là tức là sao nó không đắt các mọi người nhá. Và giá cả của nó đây. Cái máy tính này mù cấp tả, tức là nặng. Và người ta cho chữ X tức là nó không nặng. Và đây là giá của nó. Như vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng làm thử nhá. Thì thứ nhất là cái gì? À, computer này đi. Cái này là, nó gọi là computer. Computer thì các bạn ca đúng không ạ? Computer ca. Ba, ba đưa tả, ba, ba đâm, ba đâm nhỉ ca. Ba, đâm, gì, nhỉ ca. Nó không có bật chim. Nên khi chúng ta chia cái tính từ nhanh này, chúng ta phải cho đôi đi với pi ướp nhỉ ta đúng không ạ? Vì thế chúng ta sẽ có ba đâm nhỉ ca. Cái máy này có nhanh không các bạn? Có nhanh, đúng không ạ? Nó có chữ O nên nó là nhanh. Nê. Ba, đâm nhỉ ta. Ba, đâm nhỉ ta. Vậy chúng ta đã xong câu đầu tiên này. Tiếp tục bây giờ chúng ta xuống cái câu nói về giá cả của nó. 얼마입니까? 얼마입니까? 입니까? Cái danh từ 얼마 này đó các bạn. Thì các bạn vừa nãy chúng ta học cái dạng danh từ thì viết như thế nào đây đúng không ạ? 얼마입니까? Và cái câu 얼마입니까 này các bạn giữ cố định nhé, không phải thay cái gì cả. Thì chúng ta sẽ trả lời là gì ạ? Cái này chúng ta sẽ phải cho nó là gì đây? 79만. 90 này. 90. Sau đó là 9만. Đấy, 79만 sau đó là tách ra. Đấy, tách ra là gì? 79만 8000. 8000. 500. 500. 500. 500. 500. 입니다. 입니다. Thì đây là phần 1 các bạn làm như này nhá. Tương tự phần 2 thì các bạn sẽ trả lời cho mình tương tự như vậy nhá. Nhưng mà cái này là y gì các bạn nhỉ? Smartphone đúng không ạ? Smartphone. Smartphone ca thì 비싸요? À 비쌉니까? 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 Thì nó có đắt không các bạn? Nó không đắt đúng không ạ? Khi trả lời chúng ta phải nói là gì? 아니요. 안 gì? 안 비쌉니다. 안. Chúng ta học 안 thì đúng không ạ? 안 비쌈. 비쌉니다. 안 비쌉니다. Đấy. Và sau đó chúng ta hỏi cái câu 얼마입니까? Giá cả là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ trả lời gì các bạn? Ở đây là gì ạ? 15만 원입니다. Tương tự với câu cuối cùng này thì các bạn cũng làm như vậy cho mình nhá. Vậy chúng ta đã kết thúc cái phần bài tập số 1 của ngữ pháp số 2 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập số 2 nha. Bài tập số 2 này người ta yêu cầu chúng ta cái gì đã? 여러분은 마트에서 무엇을 삽니까? 얼마입니까? 이야기해보세요. Các bạn thì các bạn mua gì ở siêu thị và giá của nó là bao nhiêu? Hãy thử nói xem. Thì cái này là vô vàn thôi, các bạn mua gì và giá của nó bao nhiêu thì các bạn có thể nói cho giống như cái mẫu vừa nãy đấy. Thì có thể nói như vậy nhá, cho nên ví dụ như các bạn chúng ta mua một chu sư đi, chu sư. Chu sư này. Chu sư thì han biang. Han biang. 을 삽니다.
xăm hay là dùng xăm gì đây? Tôi mua một chai gì các bạn? À cái chữ biêng này mình viết hơi thiếu chữ yêng à? Xăm biêng hơn xăm hăn biêng hơn xăm gì đây? Tôi mua một cái chai gọi là sinh tố đi, à cái chai nước ép đi, cái chai chu sư là nước ép mà. Thì cái gì nhỉ? Hăn chu sư hăn biêng gì? Ê chu sư. Hoặc là nói chu sư hăn biêng nghe cũng được, hoặc là nói luôn giá cả đi. Ờ, sẽ là gì nhỉ? Ví dụ như một chai nước ép ấy, thông thường nó chỉ khoảng 2.000 won thôi nhá. Thì mình cho là y chân won nhá. Y chân. Y chân won. Im nhỉ ta. Im nhỉ ta. Thì chúng ta có thể nói rất là đơn giản như này thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nói nó phức tạp hơn ấy, thì các bạn có thể thêm những cái một cái số lượng hàng hóa nó nhiều hơn, nó to nó lớn hơn. Hoặc là các bạn mua nhiều loại hàng hóa, liệt kê bằng cái từ hàng cô đấy. Hàng cô đấy, các bạn mua nhiều loại hàng hóa vào cũng được nhá. Như vậy chúng ta đã xong cái phần bài tập số 2 này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng trong bài ngày hôm nay là phần văn hóa và thông tin ạ. Chào, đây là phần văn hóa và thông tin của chúng ta. Đấy, phần hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề Hankuke Hwaphe, tiền tệ của Hàn Quốc. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc và dịch cái nội dung của cái đoạn văn này, và sau đó chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi dưới này nhá. 한국의 화폐에는 한국의 화폐에는 지폐와 동전이 있어요. Cái tiền của Hàn Quốc đấy thì nó có gì? Có cái tiền giấy và đồng xu. 지폐는 네 가지 종류가 있어요. Cái tiền giấy đấy thì nó có gì? Có 4 loại. Đó là gì ạ? 전원, 5전원, 만원 và 50,000원이에요. Đó là 1.000 won, 5.000 won, 10.000 won và 50.000 won. 동전도 네 가치가 있어요. Cái đồng tiền xu đấy các bạn nhá, tiền xu thì nó gì cũng có gì 4 loại. Đó là gì? 10 won, 50 won, 100 won và gì? 500 won. 10 won, 50 won, 100 won và 500 won. 그리고 현금 이외에 수표 신용카드가 있어요. Nó là 수표, tức là cái ngân phiếu ạ. Và 신용카드 là cái thẻ tín dụng. 그리고 현금, 현금 이외에, tức là ngoài những cái tiền mặt ra đấy, thì nó còn có gì? Ngân phiếu và thẻ tín dụng nữa. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời 3 câu hỏi này các bạn. 한국의 지폐는 모두 몇 가지 있어요? 몇 가지 있어요, các bạn? Cái tiền mà tiền giấy, 지폐 là tiền giấy của Hàn Quốc ấy, nó có tất cả là mấy loại? Thì ở đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi này bằng cách là chúng ta dựa vào cái đoạn này nhá. Đây. 지폐는 네 가지 종류가 있어요. Tiếp tục này, 한국의 동전 중에서 무엇이 가장 커요? Trong số những cái đồng tiền xu của Hàn Quốc đấy thì cái mà nó to nhất là cái nào? Đồng tiền xu của Hàn Quốc to nhất là gì? 500 won nhiều. Bây giờ thì câu số 3 này, 한국의 만원은 여러분 나라 돈으로 얼마예요? Cái đồng 10.000 won của Hàn Quốc đấy thì bằng, đó là bao nhiêu bằng cái đồng tiền của đất nước bạn? Thì đồng 10.000 won của Hàn Quốc là bằng 200.000, khoảng 200.000 tiền Việt, đúng các bạn? Đấy, 200.000 tiền Việt thì chúng ta sẽ có là 20만 tông. 200.000 đi. 200.000 tiền Việt nó sẽ là như thế này. Tông. Chờ tố y e yo. Thì ở đây chúng ta, nếu chúng ta đọc, chúng ta sẽ đọc là y ship man tôm y e yo. Trả lời như sau: 한국의 만원은 우리나라 돈으로 20만 동이에요. Đấy, các bạn trả lời như vậy cho mình nhá. Dạ, như vậy là chúng ta đã xong cái phần này rồi. Hôm nay thì chúng ta học đến đây thôi các bạn nhá. Thì hôm nay các bạn cũng vất vả rồi.
bài học của chúng ta kết thúc ở đây và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ chia sẻ trên các mạng xã hội giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong video bài số 9 ạ. Annyeong.